Đó. Review xin cậu bé bút chì, truyền thuyết nhẫn thuật ninja. Thì cái tên nó hơi dài, mình mới coi xong. Thì mình nói luôn, đây là một cái hoạt hình mà ví dụ bạn là fan của Shin á, thì bạn coi bạn sẽ thấy nó hài một cách rất là tục, mà tục theo đúng là nghĩa đen luôn á. Và thậm chí là có một cái nhân vật rất là gây ấn tượng, đó là ông giáo sư mà mặc quần cả quần lọt khe trong phim nữa. Nên mình nghĩ là nếu mà bạn cần dẫn mấy bé đi coi phim này thì phải tính trước nha, tại vì phim thật sự là hơi không dành cho thiếu nhi chút xíu mà dành cho người lớn nhiều hơn. Mà nếu mà bạn quen với cái kiểu hài tục này của Shin rồi thì mình sẽ xem rất là thích. Nhưng mà câu chuyện không có ý nghĩa gì hết trơn nha, câu chuyện chỉ có kiểu vô thưởng vô phạt, coi cho vui là được thôi. Chứ mà phim kiểu này thì gọi là mình không thể mong chờ một bộ phim gọi là có ý nghĩa gì được cả. Nên thành ra là nếu mà mình thì mình coi mình cười nhiều, nhưng mà vì mình cũng có xem một vài tập Shin rồi nên mình hiểu được cái tính chất của cái bộ phim này. Bạn nào không xem Shin từ trước giờ và cũng không quen với những thể loại hài tục này thì mình nghĩ là các bạn nên cân nhắc trước khi chọn xem Shin cậu bé bút chì nha. Tại vì thật sự là nó rất tục, nó tục theo đúng nghĩa đen luôn á, và có thể gây khó chịu cho khá là nhiều người nữa. Và nó rất là xàm, nó xàm một cách mà không có cần phải một cái logic gì có thể giải thích được cái sự xàm đó của bộ phim này luôn. Rồi hết review rồi, cảm ơn mọi người đã lắng nghe. Chuyện đi coi hay không là chuyện của mọi người ha. Nếu mọi người thích video này hãy cho Phúc một like và nhớ bấm follow kênh của Phúc để xem nhiều video review phim hơn. Bye bye.